Wow, lần đầu mới thấy á. Con khỉ. Âu, cậu đừng có lo nha, nó không có sao đâu. Qua lại bà co bông mưa tên cướp này, xe ra dài và nghìn lẻ một đêm. Cô ngài thì siêu may mắn vì đã có bên mình một ông thần đầy tài hoa, đầy quyền năng. Wow! Ta là Nhất. Yeah. Vẫn chưa đủ hả? Giỡn đó, coi nè. Bắt đầu thôi. Muốn kìa chưa? Tất cả hãy đánh ra cho ta thể hiện. Where Alibaba có bố mươi tên cướp này, sẽ hai đa dịch và nghìn lẻ một đêm. Con ngài thì siêu may mắn vì đã có bên mình và ông thần đang tài hoa và đầy quyền năng. Con đó có sức mạnh trong chính đôi tay mình, như vũ khí hạng nặng và rất lợi hại. Ta đấm không trượt phát nào. Dạ, thấy thưa. Chỉ cần chạy nhẹ và đem ra ta hiện ra. Và ngài hỏi đây, thưa ngài em xin quý danh, nói ta nghe điều ngài mong muốn là chi? Để ta viết hết những điều đó ra nhanh thôi. Làm sao khi đâu ra bằng thành người ta. Đời cậu như cái nhà hàng và tôi chính là một người quản lý. Khi thành muốn xuống với tôi bất cứ điều gì cậu muốn. Làm sao kiếm đâu ra bằng thân như ta. Mình sẽ đầu tư vào chất lượng. Cậu là chủ, là sếp, là vua. Nói điều cậu ước, tôi đều làm được. Cậu cứ ngồi đây cà phê và xem một chút vàng. Có khi nên thử cái này, thử hết từng món này xem. Ta muốn giúp thôi, chẳng có khó gì. Làm sao kiếm đâu ra bằng thân như ta. Trong cây non vô hết mình luôn. Ta là vị thần trong cây đèn, ta hát ra break dance, hãy cho ta thêm bánh bèn. Chớ đừng trốn mắt mà xem, ta đây xử lý tất cả thắc mắc của cậu. Cậu đã có ta rồi, uy tín rất chân thành. Thần đèn ta nên xin cầm đèn xe bao hề. Ta đây có sức mạnh vô địch và sẽ giúp cậu, nên ta muốn biết những điều mà cậu đang cần. Cả xe giờ lên thế bao điều anh luôn mơ, chỉ cần đưa bàn tay trở nên đây thôi. Thưa ngài Aladdin, dạ. Sau một hai nữa là ba. Ta là người phục vụ, cậu là ông chủ. Làm sao kiếm được ra bản thân, kiếm được ra bản thân. Làm sao kiếm được ra bản thân, kiếm được ra bản thân. Làm sao kiếm được một người bạn như chơi vỗ tay nào. Không 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 không, làm ơn làm ơn làm ơn, hãy cảm ơn ta ngoài kia dưới mặt trời khi cậu ưa được thoát ra. Vậy mình phải làm sao? Cậu nói giỡn hả? Tôi hát xong nguyệt bài hướng dẫn còn gì nữa. Rõ ràng cậu không thể vừa nhảy vừa lắng nghe được đâu. Cơ bản là như vậy nè: bước 1, chạm cây đèn. Bước 2, nói điều cậu muốn. Bước 3, không còn bước 3 nào. Thấy chưa, dễ quá trời. Cậu có 3 điều ước, để cậu thực hiện. Cậu phải chạm cây đèn và nói rằng tôi ước, hiểu chưa? Vậy sao? Vẫn chưa hết đâu. Cậu không thể ước thêm điều thứ 4, 3 là đủ.